Xin chào mọi người, mình là Hoàng đến từ trùmnổi.com. Và ở tháng trước thì mình có trải nghiệm nhanh con Roomba G7, là dòng robot mới nhất của iRobot ở thời điểm hiện nay. Và tính năng tránh né của nó thì những ngày đầu tiên mình không phản ánh giá cao nó. Tuy nhiên, sau một tháng sử dụng thực tế thì mình thấy rằng là G7 có một vài điểm ấn tượng. Khi mà nó khả năng học tập rất là tốt, giống như một con người vậy, thì càng ngày nó chạy càng thông minh hơn và tránh né tốt hơn. Ok, cùng mình xem chi tiết về nó nhé. Về app điều khiển thì tương tự những dòng Roomba khác, khá là dễ sử dụng với những giao diện đơn giản. Chúng ta vẫn có một giao diện chính với hình robot, nút điều khiển ở ngay vị trí trung tâm. Ở phía dưới thì chúng ta vẫn có những chức năng như là lên lịch hoặc là lịch sử chạy. Ngoài ra thì ở trong phần robot setting sẽ có thêm một tính năng nữa. Chúng ta chọn được chế độ làm sạch phòng lớn thì máy sẽ tự động điều chỉnh, với phòng lớn sẽ làm sạch một lần, và phòng nhỏ hoặc phòng cứ trung bình sẽ làm sạch 2-3 lần. Còn daily clean sẽ làm sạch là mỗi nơi một lần, và extra clean thì máy sẽ làm sạch sâu hơn và làm sạch ở tất cả mỗi nơi tổng cộng là 2 lần. Tính năng tiếp theo là tính năng kiểm tra hộp rác. Chúng ta có thể tùy chọn là khi hộp rác đầy thì máy có thể tiếp tục làm sạch hoặc là dừng lại, tùy theo chúng ta lựa chọn. Và tính năng cuối cùng là tính năng tránh né vật thể, thì chúng ta có thể tùy chọn là bật hoặc tắt. Thường thì tính năng này chúng ta sẽ để auto nhé. Và một tính năng khác nữa mà theo mình gọi là đáng giá nhất trên G7, đó chính là chúng ta khả năng dạy cho robot biết là nó cần né ra những vật thể nào. Chúng ta chỉ cần vào bản đồ. Ở trên bản đồ này có những cái box ở đây, và khi chúng ta bấm vào thì nó sẽ hiện ra những cái hình ảnh mà robot phân vân không biết có nên né ra hay không, thì chúng ta sẽ chỉ cho robot biết là vật thể này là bình thường, có thể đi tới, hoặc là vật thể này là nên né ra. Thì càng sử dụng nhiều thì robot càng được cập nhật theo những bản phần mềm mới, đồng thời được nhận được những sự chỉ dẫn của chúng ta, sẽ khiến cho nó khả năng suy nghĩ giống như một con người vậy, và hoạt động càng lúc càng hiệu quả hơn. Nhưng bây giờ mình sẽ test lại khả năng tránh dây điện của G7 nhé. Thì kia là một cái dây điện mà mình đang để sẵn trên sàn, và mình sẽ bấm chạy, đồng thời mình sẽ cho thêm một sợi dây điện là thể hiện một cách bất ngờ cho G7 xem khả năng tránh né của nó ha. Lập tức thì máy sẽ có phản ứng ở phía trên. Chúng ta thấy một cái vòng xanh ở trên đó. Rất là nhanh. Như các bạn có thể thấy ở đây thì máy nhận diện rất là nhanh. Đồng thời những vật thể nào mà máy đang tránh né ra thì máy đều tạo một cái box ở trên này. Chúng ta xem biết được là ở vị trí nào trên bản đồ thì máy đang gặp vấn đề và không thể chạy tới do có vật cản được. Tổng quan thì theo mình, iRobot thì vẫn theo một truyền thống xưa cũ trước đây, đó chính là những nâng cấp của máy thì không quá hiện đại, không quá nhiều. Nhưng bù lại thì bất kỳ một nâng cấp nào của hãng thì đều chất lượng ở nâng cấp đó. Như G7, tuy camera nhận diện không hề mới mẻ nhưng mà hãng làm thực sự rất là tốt. Cảm giác của mình sử dụng máy này giống như mình xài với một con robot có một cái suy nghĩ vậy. Nó thực sự là tự học và có khả năng cập nhật cực kỳ nhanh, cực kỳ mạnh, và phản ứng của nó rất tức thời. Thế mình rất là ngạc nhiên sự thay đổi lớn giữa cái việc mà lúc mình mới xài và sau một tháng sử dụng, rất là khác xa nhau. Roomba G7 chính là một bước tiến lớn của iRobot khi hãng đánh dấu lần đầu tiên mang đến một con robot mà theo mình nó càng lúc càng giống một người máy có nhận thức, có khả năng học tập và tự nâng cấp bản thân mình. Điều này giúp chúng ta sẽ rảnh tay hơn rất nhiều khi mà giờ đây cái việc sử dụng nó thì gần như chỉ một nút bấm duy nhất. Chúng ta chỉ cần bấm và máy sẽ tự làm hầu hết mọi việc. Vì vậy, nếu mà các bạn đang tìm một con robot dọn nhà đến từ một thương hiệu lớn, bền bỉ, dễ sử dụng và thông minh thì G7 chính là một lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc trong mùa mua sắm cuối năm nay. Ok, xin cảm ơn đã theo dõi video, và đừng quên nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích cho mình xin một like nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.